Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim một NFT có tên là Mailot đến từ nền tảng của Bluesset Galaxy nha các bạn, để săn các đợt airdrop hoặc là retro asset của nền tảng của họ nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter các bạn, như mình đã follow rồi tiếp tục các bạn retweet. Các bạn tham gia nhiệm vụ game show này sau 24 giờ các bạn vào claim nha các bạn. Nó ảnh chụp nhanh của nó mấy snapshot của nó nha các bạn. Không còn nữa. Rồi các bạn xin chào kênh Telegram đó các bạn. Cái này giá coi sập quá nên mình sẽ tìm những dự án resort set hoặc là các bạn cho những code nha các bạn. Rồi bạn chụp nhận là mời nha các bạn. Rồi các bạn chat câu đi các bạn. Rồi bạn bấm đáp lại bấm continue nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ bên bi sở mang trên bet20 trên chocolate của các bạn. Rồi bấm join vào nha các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ game show này sau 24 giờ thì các bạn nhấp vào cái link claim này, phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn connect với mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn kết nối với rồi bạn nó sẽ hiện ra một claim, rồi bạn claim mà nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim một NFT Mailot đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.